Mến chào cô chú anh chị, rất vui được gặp lại cô chú anh chị đã đến với kênh LTK Bonsai. Thì ngày hôm nay cũng là đầu năm mới, em xin kính chúc cô chú anh chị mình có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều may mắn, tiền vô như nước sông Đà, tiền ra gỉ gã như giọt cà phê nha cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay cũng là địa điểm của em ở ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thế, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, em tên Nhuận. Thì ngày hôm nay em cũng có về một số cây kiểng để giao lưu với cô chú anh chị mình trong đầu năm mới nha. Là một số phôi giấy Mỹ nguyên thủy đây, với một cây lộc vừng. Lộc vừng có nó ý nghĩa là tài lộc mang tới nhà nha cô chú anh chị, với hai cây bông trang đỏ lá nhỏ, với năm cây hồng ngọc mai và một số linh sam, cây hành phẩm và cây phôi nha cô chú anh chị. Cũng rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị gần xa. Số điện thoại giao lưu của em là 0965 982 492, đó cũng là số Zalo của em luôn nha cô chú anh chị. Thì không để cô chú anh chị mình chờ đợi lâu, em xin bắt đầu vô mã số 1 luôn ạ. Rồi em xin bắt đầu mã số 1 là một cây lộc vừng nha cô chú anh chị, lộc vừng siêu hoa nha. Rồi đo bằng củi giùm chú đi con. Củ là 29. Bằng củ là 29, rồi con đo cái dáng bay ra đi. Bài là 24. Rồi quay đi, lộc vừng siêu hoa nha cô chú anh chị. Mã số 1 cây lộc vừng của em có giá là 500k, em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Quay đi quay đi. Đây lộc vừng siêu hoa mà cái lá nó nhỏ nha cô chú anh chị. Đây, cây nó rất là quái được cái củ, còn cái hoành thân của nó của em nó khoảng 11 12 thôi nha cô chú anh chị. Tiếp theo đây là mã số 2 là phôi bông giấy Mỹ nguyên thủy nha cô chú anh chị. Rồi đo hoành thân giùm chú đi con. Thân là 18. Hoành thân là 18 nha cô chú anh chị, chiều cao. Chiều cao là 39. Chiều cao là 39. Rồi quay đi con. Cây bông giấy Mỹ mã số 2 có giá là 450k, em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Cô chú anh chị có nhà ý muốn ủng hộ thì liên hệ qua số điện thoại là 0965 982 492, đó cũng là số Zalo của em luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo đây là mã số 3 cũng là phôi giấy Mỹ nguyên thủy nha cô chú anh chị. Cái cây có cái co lắc rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi đo hông số giùm chú đi con. Vành nó vị trí đó là 21 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 37. Chiều cao là 37. Đâu con đo thử cái vành ghế cho chú ơi, cho cô chú anh chị xem. Cái vành ghế, một cái ghế bự thôi. Một cái ghế bự được rồi. 18. Cái vành của cái ghế cho đó là 18 nha cô chú anh chị. Đây cái cây co lắc rất là đẹp. Cây bông giấy mã số 3 của em có giá là 550k, em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Đây cái cây nó cái giọng đóng rất là khéo. Thì ngày hôm nay thì em cầm máy có nhờ cháu nó quay nó đo hông số giùm, thì có gì sai sót xin cô chú anh chị mình thông cảm giùm em nha. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Tiếp theo đây là mã số 4 cũng là phôi giấy Mỹ nguyên thủy nha cô chú anh chị. Cây đâm chồi sống khỏe hết rồi nha cô chú anh chị. Rồi con đo hông số. 26. Và nó vị trí đó là 26 nha cô chú anh chị. Rồi con đo chiều cao. Chiều cao là 30. Chiều cao là 30. Rồi. Cây cây bông giấy Mỹ mã số 4 có giá là 650k, em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Cô chú anh chị có nhà ý muốn ủng hộ em thì liên hệ qua số điện thoại là 0965 982 492, đó cũng là số Zalo của em luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo đây là mã số 5 cũng là bông giấy Mỹ nguyên thủy nha cô chú anh chị. Rồi con đo cái vành đi cho cô chú anh chị mình xem. Vành là 18. Vành thân là 18 nha cô chú anh chị. Rồi con đo cái dáng bay ra cứu cái cây đi. Bay là 34. Rồi dáng bay là 34. Đâu con nghiêng cái dáng nha, cây vừa nghiêng vừa vịn cái cây, vịn cái cây. Đó, cô chú anh chị mình chốt cây này về có thể mình sửa lại cái trái dáng đổ được nha cô chú anh chị. Rồi quay đi. Cây bông giấy Mỹ mã số 5 có giá là 500k, em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Đây cái cây cái bộ đế nó nằm cũng rất là khéo nha cô chú anh chị. Mình có thể mình vừa chơi bay mà hoặc là mình sửa là mình chơi đổ cũng vẫn được nha. Mình vô cái chậu cao cao mình chơi vẫn đổ rất là đẹp nha. Tiếp theo đây là mã số 6 cũng là phôi giấy Mỹ nguyên thủy nha cô chú anh chị. Cây đâm chồi sống khỏe nha cô chú anh chị. Rồi đo bành đi con. Rồi nó nới lên trên chút xíu, nới lên trên chút xíu ngay chân cái cổ đi. Rồi, vậy đi. 19. Rồi vành ở vị trí đó là 19 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 38. Chiều cao là 38 nha cô chú anh chị. Con đo cái vành đế cho cô chú anh chị mình tham khảo coi.
47. Hoành đế là 47 nha cô chú anh chị. Cây bông giấy Mỹ mã số 6 này có giá là 800k, em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Tiếp theo đây là mã số 7 cũng là phôi giấy Mỹ nguyên thủy nha cô chú anh chị. Cái cây này cái cắt cái phơm tán dù nha. Hoành 18. Hoành ở vị trí đó là 18 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 32. Chiều cao là 32 nha cô chú anh chị. Rồi cây bông giấy Mỹ mã số 7 này có giá là 750k, em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Cô chú anh chị có nhà ý muốn ủng hộ em thì liên hệ qua số điện thoại là 0965 982 492, đó cũng là số Zalo của em luôn nha cô chú anh chị. Đây cái cây này mình phơm tán dù nha. Cái này cô chú anh chị mình muốn chơi tàn dù thì mình chơi, nếu như mà mình không chơi tàn dù mình chốt về mình cắt lại cũng vẫn được nha cô chú anh chị. Còn cái cũ ở đây nó rất là khéo cây đây. Nó gói rất là gói nha. Tiếp theo đây là mã số 8 nha cô chú anh chị. Hoành là 21. Hoành ở vị trí đó là 21 nha cô chú anh chị. Chiều cao con. Chiều cao là 38. Chiều cao là 38. Rồi cây bông giấy Mỹ mã số 8 này cũng có giá là 750k luôn, em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Thì đầu năm mới thì mấy cái cây này thì hoành lớn, cây cũng rất là to. Thì cũng như đầu năm em khai trương đầu năm em bán cái giá nó hơi nhỉnh chút xíu cho cô chú anh chị mình, cũng như là mình cũng như là em chi ăn khách hàng đầu năm nha cô chú anh chị. Tiếp theo đây là mã số 9 cũng là phôi giấy Mỹ nguyên thủy nha cô chú anh chị. Đây cây này đế nó gói gói rất là gói nha cô chú anh chị. Rồi đô hoành đi con. 18. Rồi hoành cái chân cái cổ nó là 18 nha cô chú anh chị. 38. Chiều cao là 38. Cây bông giấy Mỹ mã số 9 của em có giá là 850k, em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Rồi quay đi con. Tiếp theo đây là mã số 10 nha cô chú anh chị, cũng là bông giấy Mỹ nguyên thủy luôn nha. Hoành là 21. Hoành ở vị trí đó là 21 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 34. Chiều cao là 34. Cây bông giấy Mỹ mã số 10 này có giá là 850k, em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Cô chú anh chị có nhà ý muốn ủng hộ em thì liên hệ qua số điện thoại là 0965 982 492, đó cũng là số Zalo của em luôn nha. Đây cây cái bộ rễ nó rất là gói đây. Rồi quay đi con. Tiếp theo đây là mã số 11 nha cô chú anh chị, cũng là phôi giấy Mỹ nguyên thủy nha. Hoành là 19. Hoành ở vị trí đó là 19. Chiều cao là 43. Chiều cao là 43, đâu con đo cái chiều cao bộ đế sổ. 24. Chiều cao bộ đế sổ là 24 nha cô chú anh chị. Cây bông giấy Mỹ mã số 11 có giá là 1 triệu, em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Tiếp theo đây là mã số 12 nha cô chú anh chị, cũng là phôi giấy Mỹ nguyên thủy. Đây cái cây nằm như một đàn tiên cá vậy đó. Rồi đâu con đo hoành đi. 24. Hoành ở vị trí đó là 24 nha cô chú anh chị. Rồi chiều cao tới đỉnh. 40. Chiều cao là 40 nha cô chú anh chị. Cây bông giấy Mỹ mã số 12 này có giá là 1.100.000, em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Đây cái cây nó nằm như một nàng tiên cá luôn cô chú anh chị ơi. Quá xa đẹp. Tiếp theo đây là mã số 13 cũng là mã số cuối cùng của cái lô giấy Mỹ của em ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Đây. Cái cây này thì đã được vô dây bẻ sữa rồi, đâu con đo cái hoành thân đi. Hoành thân là 19 nha. Rồi con đo cái dáng bài ra. Ừ. 47. Dáng bài là 47 nha cô chú anh chị, nhưng mà em tính 45 thôi. Cây bông giấy Mỹ mã số 13 này có giá là 1.200.000, em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Đây cái cây này thì em đã vô được một nước dây rồi. Cô chú anh chị mình có chốt cây này về nữa, mình đợi cái dàn xương nó ra, thêm cái mình điểm một cái nữa là dày đặc là thành phẩm có thể mình chơi được rồi nha cô chú anh chị. Đây. Quay tới cái dàn xương bên đây con, quay chậm chậm lại, chậm 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 chậm. Rồi quay.
Tiếp theo đây là mã số 14, cũng là một phôi trang đỏ lá nhỏ nha cô chú anh chị. Cái này là bông trang xưa nha, chứ không phải là cây công nghiệp. Này là một cụm. Vành tổng là 45. Vành tổng là 45 nha cô chú anh chị. Rồi chiều chưa vành đại diện đi, vành đại diện. Vành đại diện là 14 nha cô chú anh chị, chiều cao đi con. Cao là 46. Chiều cao là 46, con đo cái đường kính mặt bầu đi cho cô chú anh chị, mình có chốt cây này mình lựa cái chậu cho nó dễ. Đường kính mặt bầu là 38. Đường kính mặt bầu là 38 nha cô chú anh chị. Đây. Cây đế nó cũng rất là đều nha. Cây này là em bảo đảm là liền bệ bông trang xưa của mình. Đây. Nó được 6 cốt nha cô chú anh chị. Cây thì nó đang đâm chồi sống khỏe đây. Cô chú anh chị có nhà ý mua ủng hộ em thì liên hệ qua số điện thoại là 0965982492. Đó cũng là số Zalo của em luôn. Cây bông trang đỏ mã số 14 này có giá là 1.800.000. Em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Tiếp theo đây là mã số 15, cũng là một cây trang đỏ lá nhỏ nha cô chú anh chị. Rồi con đo chiều cao đi. Đo chiều cao trước đi. Chiều cao là hết thước. Chiều cao là hết thước 1,5 m nha cô chú anh chị. Rồi đo khoảng thân. Khoảng thân là 83. Rồi con quay một vòng đi Phan, hả, đo bằng thân, quay một vòng đi. Rồi con đo vành thân đi. Vành thân ở đó là 14 nha cô chú anh chị. Đây, cây trang đỏ mã số 15 này có giá là 1.600.000, em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Rồi quay đi. Đây, cây nó cũng đang có bông liu riu nha cô chú anh chị. Cái này mình về mình chỉ cần đợi cho nó ra dày đặc, mình chơi cái tàn phơm tàn thoát thân cao này cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Tiếp theo đây là mã số 16, là một cây mai chiếu thủy chung nu nha cô chú anh chị. Đây, cây nó có 3 thược là tam tài phúc lộc họ luôn nha cô chú anh chị. Đây, rồi con đo vành đi. Vành tổng nó cái trước. 47. Vành tổng là 47 nha cô chú anh chị. Rồi một vành đại diện luôn đi. 19. Vành đại diện là 19 nha cô chú anh chị. Rồi đo chiều cao luôn đi con. Cao là 46. Chiều cao là 46. Cây chung nu mã số 16 này có giá là 1.000.000, em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Đây, cây liền bệ hết nha cô chú anh chị, nó có cái dách nhìn cũng rất là đẹp. Cô chú anh chị có nhà ý mua ủng hộ em thì liên hệ qua số điện thoại là 0965 982 492, đó cũng là số Zalo của em luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo đây là mã số 20, cũng là một cây mai chiếu thủy chung nu nha cô chú anh chị. Cây này là cây phơm tàn thiên nhiên nha. Rồi đo vành đi con. Đo thẳng thước nha. Vành là 21. 21 nha cô chú anh chị. Cái gọng dây thước dây nó còn hơi lỏng thôi, em tính 20 thôi. Rồi đo chiều cao đi con, mình trừ hao cho cô chú anh chị mình được rồi. Chiều cao là 34. Chiều cao là 34. Cây chung nu mã số 17 này có giá là 1.300.000. Em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Đây, cây phơm tàn thiên nhiên nha cô chú anh chị. Đế nó cũng rất là đều đây. Đây, đế rất là đều. Con đo đường kính mặt bầu ngang qua cho cô chú anh chị mình xem cái. Đường kính mặt bầu là 24. Đường kính mặt bầu là 24. Rồi quay đi con. Tiếp theo đây là mã số 18, là một cây mai chiếu thủy chung nu luôn nha cô chú anh chị. Cây bonsai đã được vô dây bẻ sữa nha cô chú anh chị. Rồi đo vành thân đi con. Vành thân là 21, rồi chiều cao luôn. Chiều cao là 24. Chiều cao là 24 nha cô chú anh chị. Tán ngang. Tán ngang là 34. Tán ngang là 34, rồi tán dài luôn. Tán dài là 50. Tán dài 50, đâu con đo cái cành phóng ra. Từ cái đỉnh bên này đo ra cái cành phóng á. 30. Cành phóng là 30 nha cô chú anh chị. Đây, cái cây thì phan ngưng đi con. Đây, cái cây này thì nó cũng có hai cái mặt hẹo đây. Đây, một mặt hẹo còn bên này, một mặt hẹo bên này nữa thì nó đang kéo rất là mạnh nha cô chú anh chị, không có ảnh hưởng gì hết nha. Rồi quay đi con, cây vàng xương nó cũng rất là đều đây. Tại vì cái này em lặt lá, em thay lá mới thôi nha, chứ cây nó không sao nha cô chú anh chị. Đây.
Cây mai chiếu thủy mã số cây mai chiếu thủy Trung Nu mã số 18 này có giá là 4.500.000, em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Đây. Tiếp ở đây là mã số 19 là một cây hồng ngọc mai nha cô chú anh chị. Rồi con đo vành thân đi. Vành thân là 15. Vành thân là 15 rồi, vành đế rồi, chiều cao luôn đi, lỡ rồi chiều cao. Chiều cao là 20. Chiều cao là 20 nha cô chú anh chị. Vành đế là 44. Vành đế là 44 nha cô chú anh chị, cây hồng ngọc mai mã số 19 có giá là 900.000. Em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Tiếp theo đây là mã số 20 cũng là hồng ngọc mai luôn nha cô chú anh chị. Rồi đo vành đi con. Vành là 12. Đâu con đo cái vành cũ nấy xuống chút xíu luôn coi. Cái vành cũ trước. Đúng rồi. 21. Vành cũ là 21 luôn nha cô chú anh chị. Rồi vành đế luôn đi. Chiều cao lỡ chiều cao đi. Chiều cao là 31. Chiều cao là 31 nha cô chú anh chị. Vành đế là 39 nha cô chú anh chị. Rồi cây hồng ngọc mai mã số 20 cũng có giá là 900.000 luôn. Em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Tiếp theo đây là mã số 21 cũng là hồng ngọc mai nha cô chú anh chị. Rồi con đo vành thân đi. Là 11. Vành thân là 11. Vành đế là 34. Vành đế là 34 nha cô chú anh chị. Rồi chiều cao luôn con. Cao là 35. Rồi, cây hồng ngọc mai mã số 21 có giá là 650.000, em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Cô chú anh chị có nhà ý muốn ủng hộ em thì liên hệ qua số điện thoại là 0965 982 492. Đó cũng là số Zalo của em luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo đây là mã số 22 cũng là hồng ngọc mai nha cô chú anh chị. Thân là 13. Vành thân là 13, rồi vành đế luôn con. Vành đế là 46 nha cô chú anh chị. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao là 40. Chiều cao là 40. Cây hồng ngọc mai mã số 22 này có giá là 750.000. Em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Tiếp theo đây là mã số 23 cũng là mã số cuối cùng của cái lô hồng ngọc mai của em ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Rồi đo vành đi con. Vành là 11. Vành ở vị trí đó là 11 nha cô chú anh chị. Vành đế là 45 nha. Rồi chiều cao luôn con. Chiều cao là 34. Chiều cao là 34 nha cô chú anh chị. Cây hồng ngọc mai mã số 23 này có giá là 750.000. Em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Tiếp theo đây là mã số 24 là một cây linh sam 86 nha cô chú anh chị. Mới dặn được 2-3 cọng dây gì hả. Rồi đô bành đi con. Vành ở vị trí đó là 12 nha cô chú anh chị. Rồi chiều cao. Chiều cao là 27. Chiều cao là 27. Cây linh sam 86 mã số 24 này có giá là 450.000, em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Đây quay qua. Ngay chân chỗ cái lưng chỗ này nó có một cái chóc, một miếng da nó bị chày hơi, nhưng mà nó không có ảnh hưởng tới hàng mẹ nha cô chú anh chị, không sao hết nha. Rồi quay đi con. Tiếp theo đây là mã số 25 là một cây linh sam ghép trắng phớt hồng nha cô chú anh chị. Đây đế, một cục đế luôn. Rồi đo vành chiều cao đi con. Vành là 16. Vành ở vị trí đó là 16. Rồi chiều cao. 27. Chiều cao là 27. Đây cây đế nó rất là đặc nha. Cây linh sam ghép trắng phớt hồng mã số 25 này có giá là 550.000. Em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Cái này là ghép linh sam trắng phớt hồng nha cô chú anh chị. Giá chỉ có 550.000 thôi. Tiếp theo đây là mã số 26 là một cây linh sam 86 luôn nha cô chú anh chị. Rồi đo vành đi con. Vành là 15. Vành là 15. Rồi chiều cao. Chiều cao là 32. Rồi tán ngang luôn. Tán ngang là 30. Tán ngang 30. Rồi tán dạ, tán gọng của nó luôn. Tán gọng là 50. Tán gọng là 50. Rồi quay một vòng đi con. Cây linh sam mã số 26 này có giá là 1.500.000. Em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Đây, ở đây nó có một cái mặt hẹo nhưng mà nó đang bo rất là mạnh, không đáng ngại nha cô chú anh chị.
Rồi quay. Đây dàn sương nó cũng rất là đều đây. Cây đang cho hoa nha cô chú anh chị, bông mặt bông rất là đẹp. Tiếp theo đây là mã số 27, là một cây linh sam lá gí nha cô chú anh chị. Đồ hoành đi con. Hoành 16. Hoành ở vị trí đó là 16, rồi chiều cao. Chiều cao là 30. Rồi, tán ngang. Tán ngang là 36. Rồi, tán ngang là 36, rồi tán dài. Dài là 50. Tán dài là 50 nha cô chú anh chị. Cây linh sam 86. Em xin lỗi, cây linh sam lá gí mã số 27 này có giá là 3.200.000. Em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Cô chú anh chị có nhà ý muốn ủng hộ thì liên hệ qua số điện thoại là 0965 982 492, đó cũng là số Zalo của em luôn nha. Đây cô chú anh chị mình xem cái dàn sương, con quay chậm lại xíu nữa đi con. Rồi quay. Tiếp theo đây là mã số 28, là một cây linh sam siêu bông nha cô chú anh chị. Một cây thác đổ nha, quay đi con, quay một vòng đi rồi mình đo bành thông số. Rồi, đo bành đi. Con lòn đừng cái kẻ, lòn ở dưới lên được không? Nó nằm sát quá. Lòn đừng cái lỗ kẻ, rồi. Bành là 18. Bành ở vị trí đó là 18 nha cô chú anh chị. Rồi chiều, tán ngang. Tán ngang là 40. Ừ, chiều cao luôn. Chiều cao là 22. Rồi, tán đổ. Tán đổ là 53 nha cô chú anh chị, tán đổ là 53 nha. Đây. Quay đi con, quay đi con. Cây linh sam mã số 28 này có linh sam siêu bông mã số 28 này có giá là 4.200.000. Em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Quay chậm lại, quay chậm lại, chậm lại. Quay quay. Đây, dàn sương nó cũng rất là dày nha. Quay đi, quay đi, quay đi. Đế cũng rất là đều nha cô chú anh chị. Tiếp theo đây là mã số 29, là một cây linh sam siêu bông, cũng là mã số cuối cùng của clip em ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Đây, cây tướng nằm rất là ngặt nha. Như một con thú ngoái đầu có cái đuôi luôn. Rồi, đo bàn thân thông số đi con. Thân là 37. Bành thân là 37. Chiều cao. Chiều cao là 30. Chiều cao là 30. Cây linh sam siêu bông mã số 29 này có giá là 1.500.000. Em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Đây thì em chia sẻ thêm đây. Ở trên lưng nó có một cái thẹo. Đây, nó đóng ngay chân cái tay cành, không có đáng ngại nha cô chú anh chị. Nó đang bo vô rất là mạnh. Rồi, quay đi con. Đế thì nó cũng rất là đều nha. Rồi thì cây này cũng là cây cuối cùng của clip em ngày hôm nay, thì em xin kính chúc cô chú anh chị mình có một ngày mới thật là tràn đầy sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.